Vâng ạ, thưa quý vị, giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngọn trà và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Nga, ca sĩ Khánh Ngọc. Mấy khi khách đến trước nhà, đốt than quạt nước, pha trà mời người say. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người một chén, cho gia đình chúng ta vui lòng. Người ơi, người ơi.